Ôi, anh bây giờ mới ngủ dậy à? Ôi dồi ôi, em bây giờ mới về. Em về đến đây rồi em mới nhớ ra là em lại bỏ cái lọ thuốc của anh ra rồi, em lại quên. À thì nhỏ mới cạch cạch cái tiếng thôi đi. Như là kiểu bị sặc đấy. Ờ thế thế mua ambicillin của người trộn vào cám, mỗi bữa tầm khoảng 6 7 viên. Mua cái viên ambicillin ở hiệu thuốc Tây ấy. Của người. Cứ mỗi một ngày cho nó ăn tầm khoảng 7 viên, nếu mà nái to cho ăn tầm 7 8 viên. Cho ăn 3 ngày lại nghỉ 3 ngày cho ăn 3 ngày. Em xuôi xuống nhà máy bốc hàng xong em mới quay về đây giao hàng cho anh. Anh tiêm gam mốc gen anh có thấy lợn không? À nhưng mà anh đã tiêm trường hợp là ốm đâu mới biết nhỉ. Tiêm trường hợp là ốm ấy thì mới nhìn thấy tác dụng của thuốc nhanh. Thế lợn con nhà anh bây giờ thì nó như nào rồi? Khắc phục được bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ đẻ ra mà bị đi à? Tức là từ sau cái sấp mà em bảo, sau cái sấp mà em xuống cho anh ấy thì là những cái sấp sau nó đẻ thì nó có bị đi ở nhiều nữa không? Thì không có. Tức là cứ áp dụng cái phác đồ là tiêm kháng thể cho mẹ trước khi đẻ này. Hai lần vừa rồi nó đẻ. Đến bây giờ cũng 15 17 ngày. Tức là trộm vía là thoát được rồi. Ừ, thế là không thấy nó bị. Nếu con nào chỉ hơi nó nát cái là anh lại hòa menato ra cho ấy, nhưng anh lại tiêm mũi hôm sau là tịt mũi không thấy. Nó kiểu như trước chứ không không lần nào. Mà vẫn mất từng lấy tiền chứ. Bị xong rồi còn vẫn mất. Đau lắm. Đúng rồi. Cứ đàn 12, 13 con là đến lúc mình tách ra là mẹ toàn tuổi còn vài con cứ đi để chuốt gần như là nó. Sau này thì lại còi. Đúng rồi, sau này lại còi chậm lớn. Thế xong anh mới bảo là thế này thì coi ra là nghiện menacto rồi. Em đã bảo rồi, đưa nhà nào là nhà đấy. Kháng thể với menacto là không có một nhà nào mà chật khớp được à. Nhà cô Bưởi ngày xưa ở dưới Ứng Hòa cô cũng áp dụng cái phác đồ này là cô xong là cô ok hết. Nói chung là cái đìa là cái đau đầu nhất, lợn thì còi, xong rồi bẩn thỉu tanh. À mốc gen của cô là mình thấy tiêm là nó chuyển ngay. Đợt mới xuống nhà anh ấy, mười mấy con lái đẻ ra cả mười mấy đàn con đìa. Đây này bị mà đắp phân, kiểu đắp phân là chán mà yếu như này, mà lông lợn cứ bết 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 ấy. Đấy. Đây nôn sữa không tiêu, đây phân sang màu đậm đậm rồi. Đấy, đấy, đấy. Sang màu gần như màu cà phê sữa rồi. Con lợn nó nóng này anh này, này nó đỉa lên cả đầu nhau kìa. Còn cả ho nữa. Gầy mòn, củ tói, đây này. Lắp phân đầy chán này. Người nó cứ dính như kiểu là mình bôi mật ong ấy. Đợt em làm nha, em làm xong em xuống nhà anh nghiệm thu nhá. Mà về mọi người vẫn không tin hẳn đâu. Không tin hẳn đâu. Nhưng mà thực sự là em đã khắc phục cho nhiều đàn bị như vậy rồi chứ không phải một đàn. Nghĩ là xóa sổ cái đàn. Nhưng mà vì sao vẫn còn. Nó vẫn còn được 9 con. Lúc em xuống là nhà anh nó bị nặng rồi. Chị em mà xuống sớm hơn thì lại ngon. Ôi dồi, tiêm chán rồi. Tiêm mấy loại khác nhau rồi. Toàn chữ một hai hôm nhà này thuốc này không khỏi lại chuyển thuốc khác xong rồi ngủ. Có một cái nhà, cái anh ở dưới Thái Bình. Anh ấy gọi em xuống, anh bảo là lợn theo mẹ thì ok, đẹp đẽ lắm. Nhưng mà cứ tách mẹ ra tầm 3 ngày là đi à? Tách khỏi mẹ cho ăn cám là 3 ngày là đi à? Nhưng mà chữa thì không khỏi. Đi làm phác đồ kháng sinh thì là nhờn với tất cả các loại kháng sinh. Đau đầu vì cái bọn lợn đấy thì em xuống em đưa giải pháp cho thì là hiện tại bây giờ là cái đàn đấy lúc mà em xuống nó bị nặng rồi ấy. Thì là anh bảo bình thường ấy nó phải 7 8 ngày nó trở ra bắt đầu nó mới khỏi. Là anh nói chung là cũng kệ nó thôi nhưng mà tỉ lệ hao nó nhiều lắm. Nhưng mà em xuống em đưa cho cái kháng thể vào để điều trị ấy thì là cái tốc độ khỏi của nó nhanh hơn. Nó tầm 4 ngày là bắt đầu khỏi rồi. Và cái tỷ lệ khỏi của nó là cao hơn và cái tỷ lệ mà hao lợn ấy nó giảm đi rất nhiều. Thế nhưng mà em bảo anh ấy là quan trọng nhất là anh phải khắc phục để cho nó không bị cơ. Chứ còn để nó bị rồi thì nó mới khó. Thì đấy, đợt em xuống đấy, con nào cũng che chét ra. Lợn không bị làm sao thì còn ăn ngon ngủ yên. Em bảo rồi, chăn lợn sướng nhất là lợn không đi và lợn không ho. Ho thì thỉnh thoảng mất vài con ra không nói. Ho cái giống ho kia nó mới sợ cơ.